trợ cấp thấp nhất của người 60 tuổi không có lương hưu. Theo khoản 2 điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất của người 60 tuổi không có lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 được quy định, mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng quy định tại khoản 1 điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cao hơn số tiền tính mức trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội tại thời điểm giải quyết hưởng trong khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì người lao động được tính để hưởng trợ cấp hàng tháng với mức cao hơn. Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội không đủ để người lao động hưởng trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu người lao động có nguyện vọng thì được đóng một lần cho phần còn thiếu để hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trường hợp người đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần trong những tháng chưa nhận và được hưởng một lần trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện quy định tại điểm A khoản 1 ở điều 85 và điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Người đang trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.